Trường Sơn xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình tin tức thời sự ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op, ông Diệp Dũng vào ngày 28 tháng 12 ra tòa Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông nhà nước loan tin cho biết vụ án được đưa ra xét xử là lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhà nước thiệt hại hơn 115 tỷ đồng. Ngoài ông Diệp Dũng, những người cùng hầu tòa trong vụ án này còn các ông, bà gồm Nguyễn Thành Nhân, nguyên tổng giám đốc Sài Gòn Co-op đến năm 2018, Hồ Mỹ Hòa, nguyên giám đốc phòng tài chính, Võ Thành Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới và Tôn Thất Hào, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Đại Á. Những người này bị truy tố tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Nhóm bị xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm có các ông bà Trần Trung Liệt, nguyên kế toán trưởng Sài Gòn Co-op đến năm 2017, Hàng Thanh Dân, nguyên ủy viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát Sài Gòn Co-op, Phạm Thị Minh Ngọc, nguyên phó ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát nội bộ và Nguyễn Thị Thùy Trang, nguyên ủy viên ban kiểm soát. Từ tháng 8 năm ngoái, cơ quan an ninh điều tra thuộc công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra lần đầu và chuyển hồ sơ đề nghị ông Diệp Dũng và đồng phạm sang viện kiểm sát. Tuy nhiên, viện kiểm sát đã hai lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Kết luận điều tra bổ sung khẳng định ông Diệp Dũng là người đại diện pháp luật của Sài Gòn Co-op, là chủ tài khoản thay mặt Sài Gòn Co-op thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản được yêu cầu xác minh. Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên cơ quan an ninh điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà HDTC, ông Đinh Trường Chinh, vào ngày 27 tháng 12 bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định vừa nêu với ông Đinh Trường Chinh và tiến hành khám xét nhà ở, nơi làm việc của ông này. HDTC từng là công ty nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2016 với vốn điều lệ là 2.241 tỷ đồng và là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn Resco với tỷ lệ sở hữu 30% vốn điều lệ. Vào tháng 10 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Đinh Trường Chinh và ông Huỳnh Thế Năng, nguyên tổng giám đốc công ty Vinafood 2, theo tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3, điều 29 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vi phạm cụ thể được cho biết liên quan đến quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga phạm tội với vai trò chủ mưu cầm đầu nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 5 đến 6 năm tù. Truyền thông nhà nước trong ngày 28 tháng 12 cho biết Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Lê Thành Lữ, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty MSJ cùng 11 đồng phạm, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoa Công Hậu 5 đến 6 năm tù, Lê Thành Lữ 3 đến 4 năm tù, Hoàng Thị Thúy Nga 5 đến 6 năm tù, cùng với tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó hôm 27 tháng 12, tại tòa, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thừa nhận sau khi công ty NSJ trúng thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng thành viên NSJ, đã 3 lần gửi quà riêng thông qua nhân viên công ty NSJ với giá trị tổng cộng là 1 tỷ đồng. Ông Hậu đồng thời cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai tại tòa, bà Nga từng là phó tướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC, đang trốn truy nã, cho rằng khi biết bệnh viện tỉnh Tây Ninh muốn mua loại máy chụp CT scanner, nên bà đã đến gặp Lê Thành Lữ, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Sở Y tế Tây Ninh, xin được tiếp cận và cung cấp. Về cáo buộc chi lại quả 1 tỷ đồng cho ông Hậu và 600 triệu đồng cho ông Lữ, bà nghe nói công ty có chủ trương giao cho nhân viên phụ trách tặng quà Tết, sinh nhật cho khách hàng,
nhưng không có chủ trương tặng tiền, lại quả để tạo điều kiện trúng thầu và cũng không giao cho ai làm việc này. Trước hội đồng xét xử, bà Nga khẳng định sẵn sàng khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án theo phán quyết của tòa và không đề nghị bất kỳ bị cáo nào liên đới trách nhiệm vì toàn bộ tài sản đang bị kê biên của bà đủ khả năng để khắc phục. Bà Nga từng là phó tổng giám đốc công ty AIC, sau đó làm chủ tịch hội đồng sáng lập NSJ Group và lập 7 công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực, giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân. Ngoài vụ này, tổng hợp mức án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh đã tuyên, bà Nga phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn. Do vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ tại AIC và Sở Y tế Đồng Nai, Sở Y tế Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Công an thành phố Hà Nội xác định, trong vụ cháy tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, khiến 56 người tử vong, có sự thiếu trách nhiệm của các cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được truyền thông loan trong ngày 28 tháng 12, bên lề cuộc họp do Bộ Công an tổ chức cho rằng, cơ quan điều tra đầu tiên xác định vụ cháy xảy ra có sự thiếu trách nhiệm tinh thần của cán bộ trong sự cố này và do đó sẽ tiến hành khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, gần đây, Công an Hà Nội đã triệu tập tất cả cá nhân liên quan đến vụ hỏa hoạn để điều tra làm rõ dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm. Trong đó, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số giai đoạn, bắt đầu từ thời kỳ xây dựng chung cư này, tiếp đến là việc để cho công trình xảy ra vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đề cập đến vấn đề tham nhũng tiêu cực trong hoạt động quản lý chung cư Khương Hạ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định hiện chưa phát hiện ra dấu hiệu vi phạm. Cũng theo ông Tùng, qua rà soát thêm, bị can Nghiêm Quang Minh, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, người được xác định là chủ đầu tư hoàn thành công trình, cũng là chủ đầu tư của 8 chung cư mini trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 5 công trình tại quận Thanh Xuân, quận Tây Hồ, Đống Đa và tại quận Nam Từ Liêm. Tất cả đều xây dựng không đúng giấy phép, vượt quá tầng và không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Nhiều tháng qua, hàng loạt mặt bằng cho thuê tại các khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn đóng cửa im ỉm với các băng rôn và biển dán trên cửa, số điện thoại và dòng chữ cho thuê mặt bằng. Em nghe nói cho mướn đó mà không biết ai mướn không. Em nghe nói là cái này cho mướn mà mấy hồ mấy chỗ này nè mướn này kia đó mà tới giờ không thấy ai mướn, mắc quá gì. Chứ em thấy mấy tháng nay là nói gì đó, đâu ai mướn bọn gì không? Cái thời gian mà trước á cũng đã đỡ một chút mà thời gian bắt đầu cuối năm á bắt đầu là ba cái chỗ đóng cửa quá trời đúng. Đó là ý kiến của hai người kinh doanh gần các khu trung tâm thương mại cho biết. Đã cho tự do đã cố gắng liên lạc với chủ tiệm theo số điện thoại dán trên cửa, nhưng hầu hết những người bắt máy đều không trả lời câu hỏi, không liên quan đến việc thuê mướn mặt bằng. Một người kinh doanh nước giải khát tại trung tâm quận 1 cho biết một trong những nguyên nhân khiến thị trường cho thuê mặt bằng ảm đạm. Ít qua là ở đây không có người. Hồi xưa là chiều thứ bảy là gần như là đen nghẹt, nhưng mà từ giờ tới giờ là bớt như rất nhiều luôn. Rồi đó một năm một ngày thu hoạch trên cả triệu bạc, bây giờ là vài trăm, một hai trăm ngàn, khó khăn lắm. Ngồi ngoài đường thì kiếm được miếng cơm về nhà nó dễ lắm, rất khó khăn lắm vậy. Không đủ khả năng thì quay bán cái gì, ai có đi đâu mà bán. Bây giờ nước ngoài nó giảm bớt rồi. Hồi xưa Tây với Mỹ vô đây là người ta mua sắm đồ là bán nhờ là nước ngoài, không? Bây giờ nước ngoài thì cũng giảm bớt vô đây rồi. Kinh tế mình hôm nay bớt lắm rồi, 100% luôn. Bây giờ dọc cái đường Nguyễn Trãi thẳng lên coi, nhiều chỗ trả mặt bằng. Rồi đó là họ bán rồi không đủ cho nhân viên. Cái mấy quán này nó cũng đang rên, mấy quán này nè, coi như nó rên như nó. Tuy bây giờ phải cầm thôi, không cầm bỏ ra thì kiếm được đồng nào để ông đó thôi. Chứ còn ngoài ra hết khá nổi luôn, không đoán được đâu. Coi hết năm nay còn sao, năm nay kinh tế làm sao. Thứ nhất là chính quyền phải nới lỏng cho người dân làm ăn. Theo thông tin của Bất Động Sản, thành viên tập đoàn Property Guru đăng trên tờ Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 12. Dù số lượng mặt bằng rao cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá lớn, song giá mặt bằng cho thuê trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ đầu năm cho đến nay.
dao động từ 108 đến 116 triệu đồng một tháng một mặt bằng và tăng đến 133 triệu đồng một tháng một mặt bằng từ tháng 10 đến nay. Có nhiều khu trung tâm tại Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai hiện giá cho thuê trung bình là 120 đến 135 triệu đồng một tháng một mặt bằng. Một cái cửa hàng nào tôi ý quá, trong nhà hàng này lại sắp có 10 nhà hàng sắp sửa dọn đi, mặt bằng cao quá. Tức là họ đang bán đồ cho chai chai cho cô, thì thỉnh thoảng cô đấy cô cứ mang mấy cái chai lon nước ra bán cho cô. Thế mấy cô thấy cô bảo mấy hôm nữa trả mặt bằng rồi, chị ơi cao quá không làm nổi. Nói chung là kêu hết, năm nay khó khăn lắm, làm ăn khó khăn lắm. Mấy người nói là sang năm kéo còn khó khăn hơn nữa. Này buôn bán này thì cứ như tình trạng này thôi kệ đi, cứ coi là cứ cầu mong cho làm ăn rồi nó phát triển thêm, mỗi lúc nó khá khá hơn, chứ từ dịch xong giờ thì đúng là suy thoái. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook AFA Tiếng Việt.